Dạ, em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Thì ở trong vườn đã có những cái cây quế trắng tháng 8 nha. Quế này, quế tháng 8 này, đang nở ra rai rồi và bông nó rất là đẹp. Đó, em sẽ lựa những cái cây mà đã có mặt bông rồi. Để cô chú, anh chị, có nhiều cô chú, anh chị mình chơi kiểu mặt bông á. Đấy, mặt bông rất là đẹp này. Để chia sẻ cô chú, anh chị nha. Hôm nay em có 3 chậu. Có 3 chậu quế, có 2 chậu đang nụ. 2 chậu đang nụ, nhưng mà 2 chậu nụ kia nụ cũng nụ của nó cũng rất là đẹp, xanh lét luôn. Em vào đơn số 1 trước. Nay em soạn vườn thì còn dư lại 3 cái chậu kiếm này. 3 cái chậu kiếm nha. Em xả nốt 3 chậu kiếm này 100 ngàn thôi. 3 chậu kiếm này 100 ngàn, mã số 1. Mã số 2, ở đây là còn 2 mã tích tụ nha. Nhà em còn 2 mã tích tụ, bông đẹp chưa? Tích tụ bông rất là đẹp nha. Cô chú anh chị, bông rất là đẹp luôn. Giá thành của nó cũng rất là rẻ. Màu hồng phấn đó, đang nụ rất là nhiều. Tích tụ mã số 1 100 ngàn, mã số 1. Mã số 2 cũng là một mã tích tụ rất là nhiều nụ. Nụ chi chít luôn các bác này. Nụ rất là nhiều nha, rất là nhiều nụ. Đó, mã số 2 cũng là 100 ngàn cho tích tụ mã số 2. Mã số 3 sẽ là quế này. Quế tháng 8. Mã này bông xanh cổm rất là đẹp luôn, cánh cũng rất là đẹp nha, cánh cũng rất là đều đẹp. Mã này thì ở đây hiện tại là đang có 1 cây, 2 cây và 3 cây này. 3 cây nha. Đấy, ghép bằng cái giá thể căm xe băng. Rồi, mã quế này là 180 ngàn nha, mã quế số 4. Mã số 5 cũng là quế này. Quế. Rồi. Đó, cái nụ của nó xanh lét luôn. Đảm bảo là về nở bông sẽ rất là đẹp luôn. Mã này 2 cây trồng bằng cái chậu lục giác. Đó, mã này là 160 ngàn. Mã số 5, mã số 6 đây. Số 6 ở đây cũng đang có 2 nụ này. Mã này là 2 nụ nha. 2 nụ, 2 cây 2 nụ, chậu 2 cây 2 nụ này. Mã này là 150 ngàn. Mã số 6. Mã số 7 2 cái bảng sóc. Hai bảng sóc mã số 7 100 ngàn. Mã số 8, 3 cái bảng hải về nữ, 100 ngàn. Mã số 9, 1 chậu hải vân nam, 100 ngàn. Mã số 10, cũng là hải vân nam, mã số 10, chậu rất là đẹp, 100 ngàn. Mã 11, 2 cái chậu vân thảo chuỗi ngọc, 2 chậu nha. Kỳ rất là đẹp, kỳ mầm rất là đẹp, 150 ngàn. Mã 11, mã 12 là một cái chậu đùi gà tròn. Mã 12 120 ngàn cho mã 12. Giá thể nhà em vẫn sẵn hàng nha, luôn sẵn hàng. Rồi, ok, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.